Xin chào bạn trong video này Việt Ú sẽ giới thiệu đến các bạn một trận thư hùng kinh điển giữa hai kỳ thủ của lực cờ mạnh nhất thế giới hiện nay là Vua Thư Nhất và Trình Duy Đông. Đây là ván cờ cuối cùng quyết định chức vô địch tại giải Hạ Tới Bôi năm 2021. Giải đấu do Hiệp hội Cờ Tướng Thâm Quyến tổ chức với số tiền thưởng gần 300 triệu đồng cho trẻ nhà vô địch Ban tổ chức đã mời đích danh 4 kỳ vương nổi tiếng để tham gia giải đấu bao gồm vua thứ nhất, Trịnh Duy Đồng, Tượng Xuyên và Hồng Trí. Trải qua các màn giao tranh ở vòng loại thì vua thứ nhất và Trịnh Duy Đồng đã trở thành hai cái tên xuất sắc hơn cả lọt vào trận chung kết. Trong màn sát tài tranh đoạt chức vô địch, Vương và Trịnh đã chứng tỏ họ là những kỳ phong địch thủ của nhau khi trải qua 9 trận đấu sau khi từng tỷ một và kết thúc với tỷ số cân bằng. Vì vậy bắt buộc cả hai phải phân định thắng thua trong ván cờ thứ 10 quốc định một cuộc thi đấu quán ngang tay ngang sức về sức nóng trong cuộc đối đầu vương trịnh đã phá kỷ lục người xem trực tuyến trên truyền hình cũng lên đến 25 triệu người theo dõi liệu vương hay trịnh sẽ giành được chiến thắng và số tương thưởng 300 triệu sẽ về tay ai thì sau đây xin mời các bạn cùng thưởng thức ván cờ thứ 10 cũng là trận đấu cuối cùng quyết định thắng bại giữa hai người trong ván cờ này theo kết quả bốc thăm thì trịnh duy đông được công quận đỏ đi trước và vương thứ nhất cầm quận xanh đi sau với thế đi trước trịnh sử dụng khai cột tiên nhân chỉ lộ tốt bảy tấn một để mở màn cuộc chiến vừa đối phó bằng phương án kinh điển pháo 2 bình 3 để giam vào lộ 7 của bên đỏ trên bên pháo vào trung tâm tấn công vào vị trí top 5 của xanh vua lên tường để phòng thủ trung lộ cả hai bên ngựa quen đường cũ nên đi cờ rất nhanh tiếp theo là nhờ nó đi thông dụng của bố cục này trình lên mã mở đường cho c 1 ra trận vương thúc tốt đốt lên ngọn lửa chiến tranh sử dụng pháo lộ 3 để đi dò vào vị trí tường đáy của đối phương trình nhảy tường lên biên để hóa giải nước pháo nguy hiểm của địch vừa tiếp tục ủi tốt qua sông đánh phá kẻ tốt của đỏ đến đây nếu muốn đánh bên ổn thì bên đỏ có thể chơi từ 9 tấn 7 tiêu diệt tốt xanh tuy nhiên cần gửi đồng với ưu thế đi tiên đã rất quyết tâm giành chiến thắng nên thay vì lấy tượng giật tốt anh đã quyết định lựa chọn phương án đối công kịch liệt hơn là c một bên 2. bên đỏ tranh thủ xúc động chiến sĩ si cánh trái và chấp nhận cho bên xanh có một tốt vượt sông đẩy ván cơ vào cục diện đối xác hấp dẫn lúc này hùng binh của vương đã vượt sông nhìn cái dọa phải khi thấy rất lớn Vương đánh trống trở ai tiếp tục xua tốt xuống nhằm quấy phá cánh trái của đỏ. Trịnh không thêm đổi hoài đến bên ba của địch, ngay lập tức tổ chức đợt tấn công chấp nhón. Pháo 5 tấn 4 phá tan cái tốt trung tâm của đối phương và chiếu tướng. Vương lên sĩ để phòng thủ. Trịnh trực tiếp pháo 8 bình 4, nước cười rất hay với ẩn ý sâu xa. Phục tương lai có thể bất ngờ chơi pháo 4 tấn 5 để cắt đứt thế xong pháo gánh phòng thủ của bên xanh. Hai bên trải qua mới máy nước hay cục, mà khói lửa đã bốc lên nghi ngút vương vỗ ngựa cho chiến mã tiến lên truy đuổi pháo địch Trình thoái pháo vơ để tránh vương bình si vào lộ bốn con si nằm sau đất ngựa có cảm giác hơi tối nhưng thật ra đây là nước cơ có ẩn ý sâu xa vì tương lai bên xanh chỉ cần tung mã lộ bốn lên là con si phía sau sẽ lập tức phát huy tác dụng và tạo ra thế tấn công bất ngờ và trận địa của đối phương trình lúc này cánh trái đang bị phong tỏa nên anh cha mẹ tiến lên bắt tốc địch nhằm cởi trói cho hình trận vương bình tốt là tránh Trịnh bên Xe si chiếm lĩnh con đường huyết mạch. Trịnh Như Đông sử dụng uy lực của phá lộ nam để khống chế trong lộ. Yểm trợ đằng sau là hai cặp xe si cực khỏe ở hai cánh trái phải, tạo thế tấn công bao vây ở ba mặt, thể đánh rất lợi hại. Để đối lại Vương thứ Nhất bổ sĩ tượng phòng thủ nghiêm mật, lại bố trí cặp pháo dăng đầu đuôi tiếp ứng cho nhau. Thế trận 10 phần vẫn chắc, chưa thấy xuất hiện sơ hở. Đến đây Vương phát lệnh cha mẹ tiến lên, mở đường cho xe si lộ 4 tấn công và 6 của địch. Trường Nghị Đông biết rằng vua thứ nhất là Trang anh dũng vô địch để thắng được vương cần phải dùng mưu chứ không thể dùng sức nên anh cha mẹ nhận nhìn thói về âm thầm ám phục dù cá vương sau khi ra một chiêu ép mà địch phải nhổ trại thoái lui liền vỗ ngựa cha mẹ tám nhảy lên biên nhằm cơ động cho si lộ 9. hình cơ này có cả cảm giác bên đỏ khá khó chơi nhưng Trường ghi đồng để thể hiện đẳng cấp bằng nước cờ cực độc là pháo 4 tấn 5 thí pháo để mở đường tấn công Nước tiếng pháo này cái lý là tuyệt chiêu mà Trần đã ám phục từ lâu, cũng chính là điểm tinh hoa trong bố trận này của bên đỏ. Sau khi pháo đã tiến xuống đã khiến cho sông pháo xanh bị lâm nguy. Vương không còn lựa chọn khác buộc phải binh pháo sang ăn pháo đỏ. Trần chỉ chờ cả vài liền tiếng si chiếm lại pháo xanh, đồng thời dùng si bắt pháo. Trần như đồng ra đòn sắc sảo, chỉ một chiêu đã khiến cho thế phòng thủ sông pháo của đối phương bị vỡ vùng tan tành. Hai sĩ si đã lúc này mặc sức tiến lên công kích dữ dội. Vương thứ nhất bỗng chốc bị lâm nguy, vội vàng vung cây thước chơi phi ngựa ra tiếp ứng nhưng trận đã nhanh tay tiếng pháo cạn mã nước cờ độc hiểm làm đất lìa thế phòng thủ của địch lúc này pháo xanh bị xi si đỏ truy đuổi thế đánh rất rác vương trong thế nguy nan liền tiếng pháo lên hè để tránh Trịnh thừa thắng xong lên lại tiếng si lên tiếp tục truy đuổi pháo xanh Trịnh Nghĩa đông sử dụng cặp si tấn công liên hoàn như trận cuồng phong làm cho các bay đá chạy không gian mù mịt vừa thứ nhất trong thế khốn quẫn liền trả pháo rỉ sang khúc quanh mừng có bắt mã đã tìm kế thoát thân. Trình đã có tiên liệu từ trước nên bình tĩnh cho mã thoái vào cung để tránh nạn, đồng thời đưa pháo xanh vào nơi hiểm địa, tiến thoái lưỡng nan, các nguy cơ bị đảo tiến tốt ba lên tróc tử. Chỉ trong vài nước cơ ngán ngủi, vừa thứ nhất đã bị đẩy vào tình thế cực kỳ nguy nan, dường như, như anh đã rơi vào cạm bẫy hung hiểm của đối thủ. Trong cuộc diện khó chơi, Vương Bình Si mời đã đổi Si để giải tỏa bớt sức ép. Trình đã nắm được tiên cơ, đâu dễ buông tha cho Vương, anh nhị nhang đẩy xe xe lộ 4, ám phục nó cơ, xe 7 binh 4 giò sát. Đoàn đánh ác hiểm, chuẩn bị một chiêu là đọc mạng đối thủ. Vương bị chấn động buộc phải cho mẹ thoái va, chưa đường cho tường tiến lên biên phòng thủ. Lúc này nếu đã bên xe giỏ sát, thì sang cơ nước tường 7 tấn 9 để xe bảo vệ sợi đáy. Cờ xanh nhìn cả vị hỗn loạn nhưng vẫn có thể thủ được. Ngoài ra bên xanh đang tiêm bản nước cơ, mẹ 4 tấn 3 để phản công khá nguy hiểm. Bên đỏ lại phải nghĩ cách đối phó. Vì vậy trong ván cờ thật chiến, Trường nhị đông không vội di chuyển xe si lộ 7 mà tiến xe si 4 lên để khống chế mẹ địch. Đoàn tấn công với hai dụng ý, thứ nhất là bên đỏ trấn thủ xe si lộ 7 nhằm khống chế đường đi của mẹ 4 bên xanh, không cho bên xanh chơi mẹ 4 tấn 3 nhảy qua sông phản công. Thứ hai là sau khi tiến xe si 4 lên chiên mã, bên đỏ đang đi dọn nó cơ, tốt 3 tấn 1 bắt pháo, khiến cho cả pháo và mã của đối phương cùng lúc lâm nguy. trước tình hình đó, để tránh mất quân, vương buộc phải cho mã, nhổ trại chạy vào ải, mẹ 7 thói 9 là thoát thân. Quân ngũ trận thừa tháng reo hoa lại đưa thêm một mã gia nhập vào vòng chiến, chuẩn bị phi mã qua sông giết địch. Vương nghị thầm, giặc đã hoành hành như vậy, lý nào ta cứ ngồi yên cho nó tàn sát ba tánh hay sao? Liên vận hết công phu, binh pháo sang, chuẩn bị ngân chiến. Trịnh thái thế lớn đại định, không khỏi mừng thầm, anh tiếp tục tung ra đồng đánh cực nặng, lại si bốn binh một, ép chặt mở xanh vào góc. Quân Nguyễn Đông xua quân đánh vô ba mặt, quân đông như kiến cỏ, tạo thế tấn công bao vây rất ngạc. Người ngoài xem co tưởng vương sắp thua tới nơi Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy Lúc này đột nhiên một tiếng súng nổ Rồi bốn mặt tiếng quân xanh le ở Phục binh đổ ra đánh giết Trước tiên vương tiến tốt lên để phá bác xe si, Thực hiện màn phản công kinh điển bậc nhất của mọi thời đại Bây giờ nếu đã bên xe si ăn tốt thì xanh sẽ tiến si lên bắt pháo Nếu đã tiến xe si ăn mã thì xanh sẽ bình pháo bắt chết xe si đỏ cơ đã mất si sẽ thất thế nặng Trường hợp bên đỏ thoái pháo để tránh thì bên xanh sẽ bình pháo ăn pháo đỏ để bên xi si ăn lại pháo xanh. Bên xanh giao tiếp mẹ 4 tấn 3 vừa dùng mã bắt xi si, vừa dò nước mẹ 4 tấn 3 chữ bấy. Bên đỏ nếu muốn giải sát thì chắc chắn phải mất xi si về lâm và thế bại. Do vậy trong vấn cơ thực chiến trình không dám bình xi si ăn tốt mà bắt buộc phải tiến xi si lên để tránh. Đến đây sau nước cờ tấn tốt ảo diệu truy đuổi xi si địch vương tiếp tục tung ra nước cờ cực mạnh tiếp theo là xi si 8 tấn 3 bắt pháo trên tiếng mãi lên dự pháo vùng chi tiết phát tám binh chín bắt xe si. Nhưng nó có điều chuyển quân cực hay của bên xanh đã khéo giải cứu cho con mãi lộ chín Trên chẳng còn cái khác buộc phải bên xe si để tránh Lúc này mãi xanh ở biên hí lọng vang trời Biến thành một thân mã uy phong lẫm liệt Phóng lên truy đuổi xe si đỏ Trên dự đang bị phục binh của đối phương tấn công tới tấp Tên bắn như mưa anh chẳng còn cách khác buộc phải nhổ trại rút quân, Chelsea si kéo về hè trắng thủ. Đoạn vừa rồi vừa thứ nhất, lúc đánh bên tả, lúc đỡ bên hữu, giá lọng veo veo. Chẳng những hóa giải tấn công của đối phương một cách xảo diệu mà còn tạo ra thế phản rất lợi hại. Đến đây, sau khi đẩy lùi thế tấn công của địch, quân chơi tiếp, tốt 2 bình 3, giả vờ thí tốt để gian ra một càng bẫy. Lúc này, nếu trận sơ ấy thói xe và ăn tốt, thì bên xanh sẽ nhảy mã lên bắt xe, buộc đỏ phải tiến mã ăn mã xanh. Bên xanh sẽ nhân cơ hội bên xe giật pháo. Bên đã mất pháo đầu, thế công bị tiêu tan, cơ sang quân đội cơ động hơn sẽ chiếm ưu thế trong giai đoạn tiếp theo. Vì vậy trong vấn cơ thực chiến, Trường Duy Đông sau một hồi cân nhắc quyết định bổ tượng lên phòng thủ. Vương tiếp tục bình tốt sang tìm đường tấn công. Trần Cha Mẹ nhảy ra khỏi cung bảo vệ tốc đầu. Đến đây nhận thấy thế công của đỏ khá mạnh nên Vương Bình Si mời đối phương đội quân để giải tỏa bớt sức ép. Si đã không có lỗ hay để đây nên trịnh phát lệnh cho chiến si tiến lên phá hủy si đối phương. Vương nhanh tay điều động kỹ mã sẵn tới chiếm đại si trình một phát đứt làm hai khúc hai bên trải qua 27 hiệp chiến đấu đánh nhau kịch liệt đau đỡ thương đâm vẫn chưa phân được thua trần Nhi đông biết rằng vua thứ nhất kinh nghiệm lão luyện binh pháp tinh thông trận này chỉ có thể khổ chiến kéo dài chứ không thể đánh nhanh thắng gấp được nên anh bình tĩnh lên sở ý phòng thủ một nước để ngăn ngừa tốc bốn đối phương tiến xuống việc trước mắt là ổn định bên trong vững chắc trước khi nghĩ đến kế hoạch tấn công tiếp theo vừa thấy đối phương trì họ một nước nên liền tranh thủ thời gian bình pháo hòng cơ động cho chiến pháo có thể kéo về phòng thủ đến đây sau khi bố trí quân đội phòng thủ ổn định ở nhà trịnh như đông liền phát lệnh cho họ pháo binh sang tiêu diệt tốc chiến đối phương phát đi hiệu lệnh cho cuộc tổng tấn công lần thứ hai lúc này mẹ bốn mươi xanh đang bị si pháo đối phương uy hiếp để tránh mất quân vương cha mã lộ 6 tiến lên cửa hà nước cơ công thủ lưỡng lợi ém phục như đòn đánh lợi hại về sau Trần Tư Thái là cho kỳ mã tiến qua sông tiếp tục truy đuổi mã địch. Hai bên giao chiến kịch liệt, đã đến hồi gây cấn nhất. Vương Thái bên mình đã tổn hao binh mã khá nhiều, địch nhân lại có thế công rất mạnh, nên anh không dám khinh suất, liên hệ lệnh cho kỳ binh thoái lui hơn 30 dặm hạ trại, mưu tính lâu dài tạo thế phòng thủ trong ngoài vững chắc để ngăn chiến với địch. Trình Thái Vương lui thì lại cho mã sáng tới, chuẩn bị đâm mã ngoại tàu tấn công, thể đánh rất hung hãn. Tuy nhiên Vương đâu dễ cho trận đạt được ý đồ, anh đã nhanh tay bố trí thế trận phòng thủ. Pháo 8 thối 3, nước thối pháo và vị trí đắc địa đã kịp thời phong tỏa đường đi của mã địch. Vừa thứ nhất bày binh bố trận, dàn thành một bức tường phòng thủ vững chắc, lấy nơi hiểm yếu mà đóng quân, trong ngoài hỗ trợ cho nhau, nơi nào cũng đắp lũy đào hào, bố trí phục binh, mưu đồ sử dụng kế hay để phá giặc. Trừ như đồng lấy hoay vẫn chưa tìm được đường tấn công, nên đưa nốt kỵ mã còn lại tiến lên, quyết đánh một trận khô máu với địch. Kỷ mã của trận vừa phóng lên cửa hà, đột nhiên thấy vua thứ nhất ghé một cánh quân cờ theo phát phái thẳng đến xung trận tốc bốn binh nam tranh thủ thời gian đã đốt phá kẻ tốt của bên đỏ được phản công trình giặc mình buộc phải cho tường thói về để phòng thủ vua trực tiếp mẹ bốn tấn sáu nước phản cực kỳ lợi hại trình đã đánh trống xu quân lý nào lại quay cờ hệ trống rút vờ. nơi mặt cờ chiến mã của đối phương đang uy hiếp trình vẫn coi như không tiếp tục cho mẹ sáng tới đôi công với địch vương biết thời cơ đã đến liền tung mã lên bắt xe si, tổ chức đợt phản công chớp nhoáng Trịnh Bên Si đã tránh, nhân tiện cướp luôn tóc biên bên xanh, ăn lấy thật lại. Vương Thái Thanh Trì của địch bà trống liền trả mã thân tốc tiến xuống, mưu đồ cướp trại địch trong đêm. Ngựa xích thố của Vương Thơ Nhất lướt mau như giáo cuốn, nháy mắt để ép sát danh trại của quân thù, tạo thế tấn công cực kỳ nguy hiểm. Đến đây nước đi chính xác của bên đỏ là thoái mẻ về giật tốt, trừ khử bớt quân binh tấn công nguy hiểm của địch. Cục diện khi đó có thể diễn ra như sau. Bên xanh tấn mẹ chiếu tướng, bên đỏ bình tướng, bên xanh bình pháo, bên đỏ ghé pháo vào trung. Hai bên đối công phức tạp, chưa biết được thua. Tuy nhiên trong vấn cơ thực chiến, Trần Nhị Đông đã mắc phải một sai lầm khi không thoái mã 4 và diệt tốt, mà lại thoái mã 6 và cửa hà. Thật là một quyết định khó hiểu, khi mã lột 6 đang ở vị trí chiến đấu rất tốt thì lại rút về, khiến cho hình tròn của bên đỏ bị hỗn loạn, công thì không tới, mà thủ cũng bất ổn. Vừa thứ nhất dĩ nhiên không bỏ qua thời cơ, liền tung mã tiến tới chiếm giết, mẹ tám tấn bảy chiếu tướng một đòn đánh ra khiến kinh thành bệnh đỏ bị rúng động trên một phải binh tướng đã tránh vương chi tiết pháo tám binh 6 chiếu tướng ra chiều tấn công liên hoàn không cho tướng địch thời gian nghỉ ngơi trên bị đối phương tấn công nghẹt thở đành cắn răng liều mạng cho kỵ binh đánh tróc vào phá tượng mưu tính tìm đường phản công nhưng cơ hội của đã đã hiệp lại vương đi một nốt cờ cực mạnh lại xi 4 tấn hai bắt mã bừng thái bắt quân đã điều động xi xe lộ 6 tấn công Trịnh đâm xe si xuống chiếu tướng Vương xuống sảy Trịnh bình pháo chiếu tướng Vương lên sảy Trịnh lui mã chiếu tướng Vương xuống sảy Đến đây nếu mà đã ăn pháo thì san xị vỗ xe chiếu tướng Bắt buộc đã phải lên sảy Xanh tiếng xe si ăn sĩ chiếu bấy Vì vậy Trịnh Dây Đông không dám lấy mã ăn pháo Đứng trước thể xác quá nguy hiểm của đối phương Trịnh chạy có một cách khác lại phải cho mã nhảy vào cung chiếu tướng Vương lên sảy Trịnh giật mã về chiếu vương lại hạ sẩy, trần như đông dọc ngựa tiến đánh nhân quân sĩ giữ thành của vương dùng cung tên bắn xuống như mưa khiến trịnh loay hay chẳng biết làm thế nào ngựa đã mấy lần tiến đánh rồi lại rút về lúc này thể công của bên xanh lại quá mạnh trong thể nguy nan trần Duy đông cố sức hét lên một tiếng râu hầm dựng ngược đôi mắt tròn xoe lại quốc roi cho chiến ngựa sáng tới mà ba tấn năm chiếu tướng dốc hết binh lực để đánh trận cuối cùng với địch vương lên sĩ phòng thủ Trận chơi tiếp c 9 thoái 2 đã bắt xe xanh Lúc này để bên xanh vội vàng lấy xe ăn xe đỏ Thì bên đỏ sẽ lăn mã chiếu tướng Tướng xanh bị cả pháo và mã đỏ tấn công Bắt buộc phải bên tướng để tránh Đã tiếp theo sẽ thoái mã về ăn lại xe xanh Bên đỏ hóa giải được thế nguy và có thể tiếp tục chiến đấu Tuy nhiên trong vai cơ thực chiến Vua thứ nhất đã rất tỉnh táo không vội lấy xe ăn xe Mà bên tốt đã chiếu tướng trước Nước cơ tấn công đơn giản nhưng đánh đúng tử huyệt của đối thủ Bây giờ để giải sát, bên đỏ chỉ có thể bình pháo cạn lại Và bên xanh có thể ung dung bình si ăn si đỏ Bên đỏ chết si, chắc chắn sẽ si thua Trở lại vẫn cơ thực chiến Vương sau khi bình tốt chiếu tướng Khiến bên đỏ muốn giải nguy thì phải chết si Trừ chỉ đồng thầm nghĩ Quân của vương thứ nhất rất đông, thế rất mạnh Ta liệu thế đánh không lại Nếu chống cự lâu chỉ thiệt hại cho bé tính mà thôi Chi bằng từ trói minh dân nạp Để lương dân thoát khỏi vòng mẫu lửa Nghĩ vậy liền cửa giáp xuống ngựa, hai tay tự trói, cung kính, dân ân tín xin thua. Ván cờ này Trần Duy Đông sử dụng cạm bẫy khai cục tinh vi để nhanh chóng đoạt được quyền chủ động. Nhiều phen khiến đối thủ phải rơi vào cảnh hung hiểm vạn phần. Nhưng vừa thứ nhất không hổ danh là đệ nhất chiến thần của làng cờ Trung Hoa đương thời khi thực hiện một màn phản công kinh điển. Từ chỗ hỗn loạn mà vẫn chỉnh được binh, đóng được lũy, chịu khổ nhục để rồi chuyển bại thành thắng, thể hiện bản lĩnh chiến đấu phi thường dùng bên tai tình như vậy, dẫu danh tướng thời xưa chắc cũng không hơn được. Như vậy chúng ta đã kết thúc trận đấu đầy cảm xúc giữa Trịnh Duy Đông và Vua Thứ Nhất. Nếu bạn yêu thích vấn cơ này thì đừng quên bấm like và cho Việt Ú biết cảm nghĩ của bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Nếu bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào từ Việt Đấu Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video cờ tướng thú vị tiếp theo.